Sự xuất hiện của tài năng trẻ bóng đá Nguyễn Lê Minh Khôi, đội Bình Thuận đã ghi điểm mạnh mẽ với bàn thắng đẹp nhất vòng 14 giải hạng nhất quốc gia 2023. Một cú nã đại bác tầm xa từ cự ly 30m đã xé toang mảnh lưới đội PVF Công an Nhân dân, khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Pha ghi bàn đầy tinh tế không chỉ thể hiện kỹ thuật cá nhân mà còn tôn vinh tinh thần đồng đội. Không chỉ đơn thuần là một cầu thủ xuất sắc, Minh Khôi còn gây ấn tượng với sự nỗ lực và khả năng học hành. Anh là sinh viên mẫu mực của đội Bình Thuận và mang trong mình tình yêu mãnh liệt với môn thể thao vua. Mặc dù có cơ hội theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, Minh Khôi vẫn luôn giữ vững quyết tâm của mình để hoàn thành xuất sắc cả hai vai trò học sinh và cầu thủ. Nhưng ít ai biết rằng, sự nhiệt huyết của Minh Khôi đối với bóng đá còn là một phần kế thừa từ người cha huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng. Không chỉ là thầy và trò, mối quan hệ giữa hai người còn là tình cảm cha con đặc biệt. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng đã truyền đam mê bóng đá cho con trai mình, nhưng với tinh thần lo lắng và sự quan tâm, ông cũng khuyên Minh Khôi tập trung vào việc học để có tương lai sáng sủa hơn. Dù từng tạm dừng sự nghiệp đá bóng để tập trung vào học hành theo lời khuyên của cha mẹ, Minh Khôi không bao giờ từ bỏ đam mê. Anh đã dẫn đầu đội trẻ Bình Dương và vươn tới tầm cao mới trong sự nghiệp bóng đá Việt Nam. Mỗi bước tiến của Minh Khôi đều là bằng chứng cho tài năng và tình yêu với bóng đá của một thế hệ trẻ đầy triển vọng. Sinh sống trong những ngày ở nhà, niềm đam mê bất tận với bóng đá vẫn luôn rạng ngời trong tâm hồn của tôi. Dù dành nhiều giờ đồng hồ để thi đấu cùng bạn từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối, tôi luôn khắc phục để đảm bảo việc học vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã thi đỗ vào ngành công nghệ kỹ thuật môi trường tại Đại học Tôn Đức Thắng. Cuộc hành trình bóng đá của tôi bắt đầu với màu áo U13 Bình Dương và từng giành hạng 3 trong giải thiếu niên toàn quốc 2015. Thời gian nhập học đại học là cơ hội để niềm đam mê bóng đá của tôi thực sự được thể hiện. Dù thời gian dành cho bóng đá ngày một nhiều hơn, điều này không ngăn cản tôi từ việc học tập. Thành tích học tập có thể bị ảnh hưởng, nhưng tôi luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa hai lĩnh vực quan trọng trong cuộc đời. Tình yêu mãnh liệt với bóng đá đã dẫn dắt tôi tới Đại học Tôn Đức Thắng, và những ngày tháng ở đây thực sự là những kỷ niệm đáng nhớ. Một lời đề nghị đầy ý nghĩa từ cha huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng đã đưa tôi đến Bình Thuận để thi đấu chuyên nghiệp. Ông nói rằng tôi có thể theo ba đến Bình Thuận để chơi giải hạng nhất trong một năm, nhưng sau đó phải quay lại học đại học cho đến khi tốt nghiệp. Với quyết tâm và sự hỗ trợ từ gia đình, tôi đã bước chân vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp ở Bình Thuận. Không ít khó khăn đã đặt ra trước mắt tôi, nhưng tôi vẫn luôn kiên nhẫn và đam mê. Cha tôi huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng là người đã truyền cho tôi bí quyết và định hướng trong sự nghiệp này. Mỗi bước tiến của tôi trên sân cỏ đều là một bằng chứng cho tài năng và sự đam mê không biên giới của mình.